Chiều nay, Công an tỉnh cũng đã tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2021. Sau một thời gian thực hiện, Hội đồng tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân Công an tỉnh đã tuyển chọn được 196 công dân có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn và các quy định của lực lượng Công an. Trong số tân binh nhập ngũ đợt này có 100 tân binh sẽ thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh Ninh Bình và 96 tân binh thiện nghĩa vụ tại các đơn vị của Bộ Công an. Tại buổi giao quân, lãnh đạo công an tỉnh đã chúc mừng các công dân vừa được tuyển chọn nhập ngũ, đồng thời động viên và giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trao dồi phẩm chất đạo đức, nỗ lực trong công tác, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc.